Alo, xin chào. Hôm nay mình tiếp tục làm Reading IELTS quyển 13, test 2, bài đọc số 3 nha. Making the most of trends. Tận dụng triệt để xu hướng, trang 46 nha. Nhớ chăm chỉ học từ vựng trong quyển này ha. Cô sẽ để đường link ở cuối clip để các bạn tải về. Cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Trọng rất nhiều vì đã biên soạn quyển này nha. Nhớ là đọc câu hỏi trước rồi mới vào đọc đoạn văn. Ví dụ như cô sẽ đọc nhanh. Câu 27 nó nói là first paragraph, đoạn đầu tiên. Thì the writer says that most managers, thì tác giả nói là hầu hết các nhà quản lý như thế nào. Thì một hồi sau khi mình đọc xong đoạn 1 là mình quay qua mình trả lời cho câu 27 liền. Câu 28 nó hỏi according to the third paragraph, theo cái đoạn thứ ba, thì coach was anxious to, là coach này là cái danh từ riêng á, thì khi mà mình đọc tới thì mình coi thử nó anxious, nó lo lắng về cái gì ha. Câu 29, what point is made about Tesco Greener Living Program, là cái luận điểm nào được làm về cái chương trình Tesco Greener Living. Thì một hồi khi đọc tới đoạn nào có Tesco Greener Living thì nhớ quay lại số 29. Số 30 mình có từ khóa là Nike Strategy, là chiến thuật của Nike. Câu 31, what was original about the ME2, là cái gì original, cái gì gốc nguyên thủy về cái ME2, có thể là cái chương trình hay là cái công ty gì đó. Rồi đến câu 32 tới câu 37 thì nó cho mình list of companies, là danh sách các công ty. A, B, C, D thì có công ty Coach, Tesco, Nike and iToys. Thì khi mình đọc tới những công ty này thì nhớ thử coi nó nói cái ý nào của câu 32 tới câu 37 nha. Câu 38 tới câu 40 thì nó cũng cho mình ráp luôn ha. Mình dịch thử 38 tới 40 mình thấy if there are any trend related changes impacting your category you should. Nếu như mà có bất kỳ cái sự thay đổi nào có liên quan tới xu hướng mà ảnh hưởng tới cái thể loại của công ty của bạn thì bạn nên. Câu 39, if a current trend highlights a negative aspect of your category you should. Nếu như mà cái xu hướng hiện tại nhấn mạnh một cái khía cạnh tiêu cực của cái thể loại sản phẩm của bạn thì bạn nên làm cái gì? If the consumer's new focus has an increasing lack of connection with your offering, you should. Nếu như mà sự tập trung mới của khách hàng có một cái sự thiếu liên kết ngày càng tăng với cái sản phẩm mà bạn đưa ra thì bạn nên làm cái gì? Vậy thì đây là những cái từ khóa mà mình nên chú ý: trend related changes, current trend negative aspect, consumers new focus, lack of connection with your offering. Vậy thì một hồi khi đọc tới mấy cái này thì mình nhớ câu 38 tới câu 40 nha. Rồi mình bắt đầu dịch đoạn 1 nha. Most managers can identify the major trends of the day. Hầu hết những nhà quản lý đều có thể xác định những xu hướng chính trong ngày. But in the course of conducting research in a number of industries, nhưng mà trong cái quá trình tiến hành nghiên cứu ở nhiều ngành công nghiệp and working directly with companies và làm việc trực tiếp với nhiều công ty, we have discovered that, chúng tôi đã phát hiện ra là managers often fail to. Những nhà quản lý thường không, fail to cộng với 1 là không ha. Recognize, thường không có nhận ra. Nhận ra cái gì? The less obvious but profound ways. Những cái cách kém hiển nhiên, có nghĩa là những cái cách không có rõ ràng nhưng mà lại sâu sắc. These trends are influencing. Mà những cái xu hướng này đang ảnh hưởng tới consumers' aspirations, attitudes and behaviors.
đang ảnh hưởng tới nguyện vọng, thái độ và hành vi của người tiêu dùng. This is especially true of trends that managers view as peripheral to their core markets. Điều này đặc biệt đúng đối với những cái xu hướng mà những nhà quản lý xem như là cái vùng ngoại vi của cái thị trường chính của họ. Vậy thì cái ý chính, cái đoạn này nó nói cái khúc là dòng thứ hai, thứ ba nó nói managers often fail to recognize the less obvious but profound ways these trends are influencing consumers' aspirations, attitudes and behaviors. Những nhà quản lý thường không nhận ra là những cái xu hướng này ảnh hưởng tới nguyện vọng, thái độ và hành vi của người tiêu dùng theo cái cách mà không rõ ràng nhưng lại rất sâu sắc, tức là câu 27. In the first paragraph, trong cái đoạn văn thứ nhất, the writer says that, tác giả nói gì? Most managers, hầu hết các nhà quản lý như thế nào? Câu A là hầu hết các nhà quản lý không có thấy được cái xu hướng tiêu dùng chính của hiện tại, đâu có nói. Câu B là make the mistake, là phạm cái lỗi chỉ tập trung vào những xu hướng chính của người tiêu dùng, cũng không có nói luôn. Câu C, misinterpret market research data, là hiểu sai, diễn giải sai cái dữ liệu nghiên cứu, cũng không phải luôn. Vậy đáp án là câu D. Most managers are unaware of the significant impact that trends have on consumers' lives. Là hầu hết các nhà quản lý không có nhận thức được cái ảnh hưởng quan trọng mà những xu hướng này có lên trên cái cuộc sống của người tiêu dùng nè, thái độ rồi hành vi nè, cho nên là mình chọn đáp án là câu D ha. Rồi mình dịch đoạn thứ ba nha. One strategy, một cái chiến lược, known as infuse and augment, được biết đến như là infuse tức là truyền tải, augment là increase và làm tăng lên, is to design a product, là phải thiết kế một cái sản phẩm or service hoặc là một cái dịch vụ that retains most of the attributes, mà giữ lại được hầu hết các cái thuộc tính and functions và các chức năng of existing products in the category của cái sản phẩm hiện tại ở trong cái thể loại đó, but adds others, nhưng mà thêm vào những cái thuộc tính và những cái chức năng khác that address the needs and desires unleashed by a major trend, nhưng thêm vào những cái thuộc tính, những cái chức năng mà đáp ứng được những nhu cầu và mong muốn được unleash, tức là được bắt nguồn từ một cái xu hướng chính. Dịch lại ha. Một cái chiến lược được biết đến như là truyền tải rồi làm tăng lên, truyền vô rồi làm tăng lên, là phải thiết kế một cái sản phẩm hoặc một cái dịch vụ mà duy trì được, giữ lại được hầu hết các thuộc tính và chức năng của những sản phẩm hiện tại ở trong cái thể loại đó, nhưng mà thêm vào những cái thuộc tính và những cái chức năng khác mà đáp ứng được những nhu cầu và mong muốn bắt nguồn bởi một cái xu hướng chính. A case in point is, một cái ví dụ đó là the Poppy range of handbags, cái dòng túi sách Poppy, which the firm Coach created, mà cái hãng Coach đã tạo ra in response to, để mà phản hồi lại cái economic downturn of 2008, cái đợt suy thoái kinh tế của năm 2008. The Coach brand had been a symbol of opulence and luxury for nearly 70 years. Thương hiệu Coach đã là một cái biểu tượng của sự sang trọng và xa xỉ gần 70 năm rồi. And the most obvious reaction to the downturn would have been to lower prices. Và cái phản ứng hiển nhiên nhất đối với cái sự suy thoái kinh tế này lẽ ra là phải giảm giá. However, tuy nhiên, that would have risked cheapening the brand's image. Tuy nhiên, điều đó có thể là
nguy hiểm tới cái việc cheapening là làm rẻ mạt, tức là hạ cái thương hiệu xuống, cái nhãn hiệu xuống. Instead, thay vào đó, they initiated a consumer research project. Họ lại bắt đầu tiến hành một cái dự án nghiên cứu người tiêu dùng, which revealed that, mà cho thấy là customers were eager to leave themselves and the country out of tough times. Cho thấy là những khách hàng rất là mong muốn, rất sẵn sàng để mà nhấc bản thân họ và đất nước ra khỏi thời kỳ khó khăn. Using these insights, sử dụng những cái tư duy này, thì Coach launched a lower price Poppy handbags. Coach đã tung ra những cái túi xách Poppy giá thấp hơn, which were in vibrant colors, mà với những cái màu sắc sặc sỡ, and looked more youthful, và trông trẻ trung and playful, năng động than conventional Coach products, hơn là những cái sản phẩm Coach truyền thống. Creating the sub-brand allowed Coach to tạo ra cái thương hiệu phụ cho cái việc tạo ra cái thương hiệu phụ này cho phép Coach avert là prevent ha, ngăn chặn cái việc an across the board price cut, tức là giảm giá tổng thể. In contrast to the many companies, ngược lại với nhiều công ty that responded to the recession, mà phản hồi lại với cái sự suy thoái kinh tế by cutting prices, bằng cách là giảm giá, thì Coach saw a new consumer mindset, thì Coach đã thấy được cái tư duy mới của người tiêu dùng as an opportunity, như là một cơ hội for innovation and renewal, để mà làm mới lại mình. Vậy thì cái dòng thứ 7 của nó nói là lẽ ra là những cái phản ứng hiển nhiên cho giai đoạn đó là phải hạ giá thành sản phẩm xuống, nhưng mà họ lại that would have risked, họ lại sợ là cái điều đó sẽ có nguy cơ là cheapening the brand's image, là sẽ làm hạ giá, làm rẻ đi cái thương hiệu của họ. Cho nên là câu số 28 mình chọn đáp án là câu C nha. According to the third paragraph, theo đoạn thứ 3, thì Coach was anxious to, là Coach, cái thương hiệu Coach này nó lo lắng về cái gì? Đó là nó safeguard its reputation as a manufacturer of luxury goods, là nó lo lắng về cái việc là phải bảo vệ cái danh tiếng của nó như là một cái nhà sản xuất cái mặt hàng sang trọng xa xỉ. Rồi dòng thứ 8 của đoạn 3 ha, nó nói là customers were eager to leave themselves and the country out of tough times, là Coach nó đã làm một cái dự án nghiên cứu người tiêu dùng và cho thấy là khách hàng háo hức nhấc bản thân họ và đất nước ra khỏi giai đoạn khó khăn. Tức là cái câu số 35 mình sẽ chọn đáp án là câu A ha, là Coach, công ty Coach discovered that customers had a positive attitude towards dealing with difficult circumstances, là Coach đã phát hiện ra là khách hàng có thái độ tích cực đối với việc đương đầu với tình trạng khó khăn. Rồi trong đoạn dòng thứ 9 thì mình thấy là để tránh cái việc là làm hạ thấp cái thương hiệu của nó bằng cách giảm giá, thì nó đã tung ra những cái túi xách Poppy mà giá thấp hơn, rồi màu sắc sặc sỡ, rồi trông có vẻ trẻ trung năng động hơn là những cái sản phẩm truyền thống. Và cái việc tạo ra cái thương hiệu phụ này đã cho phép nó ngăn cản cái việc là phải giảm giá. Vậy thì câu 37 mình cũng chọn đáp án là câu A luôn ha, là công ty Coach it successfully avoided having to charge its customers less for its core products,
là nó đã thành công trong cái việc là tránh phải tính tiền khách hàng của nó ít hơn cho những cái sản phẩm cốt lõi, tức là những sản phẩm cốt lõi nó không phải 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 hạ giá những cái sản phẩm cốt lõi đó, và nó đã thành công trong việc này. Rồi mình sang đoạn cuối của trang 46 nha. A further example of this strategy was, là một cái ví dụ nữa của chiến lược này đó chính là supermarket Tesco's response, là cái phản hồi, phản ứng của siêu thị Tesco to consumers' growing concerns about the environment. Cái phản hồi của siêu thị Tesco đối với cái mối quan tâm ngày càng gia tăng của người tiêu dùng về môi trường. With that in mind, với cái tiêu chí đó trong đầu, thì Tesco, one of the world's top five retailers, là Tesco một trong những siêu thị bán lẻ, một trong top 5 những siêu thị bán lẻ trên toàn thế giới, đã introduced its Greener Living Program, đã giới thiệu cái chương trình Greener Living, là sống xanh hơn, chứ không phải là làng sống xanh đâu ha, sống xanh hơn, which demonstrates the company's commitment, mà thể hiện cái cam kết của công ty to protecting the environment, về việc bảo vệ môi trường by involving consumers in ways that produce tangible results, mà làm cho khách hàng có liên quan theo cái cách mà có thể tạo ra được những kết quả chạm tới được, kết quả hữu hình ha. For example, ví dụ như Tesco customers can accumulate points. Khách hàng của Tesco có thể tích điểm for such activities, cho những cái hoạt động như là using, reusing bags, tái sử dụng túi nè, recycling cans, tái chế những cái hộp, một những cái thức ăn đóng hộp, and không phải những cái hộp đựng thức ăn á, and printer cartridges, và những cái hộp máy in, and buying home insulation materials, và mua những cái nguyên vật liệu home insulation, vật liệu cắt nhiệt trong nhà. Light points earned on regular purchases, cũng giống như là những cái điểm mà có được từ những cái việc mua hàng khác, thì these green points can be redeemed for cash, là những cái điểm xanh này có thể đổi lấy tiền mặt. Tesco has not abandoned its traditional retail offerings. Tesco đã không có bỏ những cái sản phẩm bán lẻ truyền thống của nó, bán sỉ truyền thống của nó, but augmented its business, nhưng mà tăng cường cái việc kinh doanh with these innovations, với cái sự đổi mới này, thereby, và vì vậy, infusing its value proposition with a green streak, là làm truyền tải được cái đề xuất giá trị của nó với một cái vệt màu xanh. Vậy thì mình có thể trả lời được cho câu hỏi số 34 ha. Câu hỏi số 34 nó hỏi công ty nào mà implemented, là triển khai thực hiện một cái earnings incentive scheme, là một cái kế hoạch khích lệ, một cái kế hoạch khuyến khích người ta to demonstrate, để mà thể hiện its corporate social responsibility, là cái trách nhiệm xã hội của công ty của nó. Thì đáp án mình sẽ chọn là câu B ha, đó là công ty Tesco. Đó là cái tính trách nhiệm xã hội của nó là Greener Living Program, là chương trình sống xanh hơn, làm cho bảo vệ môi trường nè. Rồi ba dòng cuối thì nó nói là Tesco không có bỏ những cái bán lẻ truyền thống của nó, những cái dịch vụ bán lẻ truyền thống của nó, mà nó tăng cường cái việc kinh doanh của nó với những cái đổi mới. Vậy thì mình trả lời được cho câu hỏi số 29, nó hỏi là what point is made about Tesco Greener Living Program, là cái quan điểm nào được đưa ra về cái chương trình Greener Living của Tesco. Thì đáp án sẽ là câu A ha. It did not require Tesco to modify its core business activities, là nó không có
đòi hỏi Tesco nó không, cái chương trình này không cần Tesco phải chỉnh sửa gì, phải change, phải thay đổi cái gì về những cái hoạt động kinh doanh cốt lõi của nó. Nó đâu có bắt chỉnh sửa gì đâu, thì nó bằng với là has not abandoned, nó không hề bỏ cái retail offerings mà nó chỉ tăng cường cái business của nó thôi. Cho nên đáp án sẽ là câu A ha. It did not require Tesco to modify its core business activities. Rồi mình dịch tiếp đoạn đầu tiên của trang 47 nha. A more radical strategy is một chiến lược triệt để hơn nữa, đó là combine and transcend, là kết hợp rồi trở nên siêu việt hơn. Thì this entails combining aspects of the product's existing value proposition. Điều này đi theo cái việc là kết hợp những khía cạnh của cái đề xuất giá trị hiện tại của sản phẩm, kết hợp những cái giá trị hiện tại của sản phẩm with attributes addressing changes arising from a trend, với những cái thuộc tính mà đề cập tới những sự thay đổi phát sinh ra từ một cái xu hướng. To create a novel experience, để mà tạo ra một cái trải nghiệm mới. One that may land the company in an entirely new market space. Một cái trải nghiệm mà có thể sẽ làm cho công ty đáp xuống một cái thị trường hoàn toàn mới. Nói lại ha, kết hợp những cái khía cạnh giá trị có sẵn của sản phẩm đó với những cái thuộc tính mà có đề cập đến những thay đổi bắt nguồn từ xu hướng, để tạo ra một trải nghiệm mới mà cái trải nghiệm này sẽ làm cho công ty đáp xuống một cái thị trường hoàn toàn mới luôn. At first glance có nghĩa là mới nhìn, thoạt nhìn thì spending resources to incorporate elements of a seemingly irrelevant trend into one's core offerings sounds like it's hardly worthwhile. Là thoạt nhìn thì sử dụng cái nguồn tài lực để mà kết hợp những yếu tố của cái xu hướng dường như chẳng hề liên quan gì tới, kết hợp nó với cái dịch vụ cốt lõi của mình, thì nghe có vẻ như là hầu như là chẳng có giá trị, chẳng có xứng đáng chút nào hết. But consider nice move to integrate the digital revolution into its reputation for high performance athletic footwear. Nhưng mà hãy xem xét cái bước tiến của Nike trong cái việc là kết hợp cuộc cách mạng công nghệ số với danh tiếng của nó cho giày thể thao hiệu suất cao. Thì in 2006, they team up with technology company Apple to launch Nike Plus. Là vào năm 2006 thì họ kết hợp với công ty công nghệ Apple để cho ra cái sản phẩm là Nike Cộng. Thì đó là a digital sports kit comprising a sensor that attaches to the running shoe. Đó là một cái bộ dụng cụ thể thao công nghệ bao gồm một cái cảm biến mà được gắn vào giày chạy, and a wireless receiver, và một cái bộ thu không dây that connects mà kết nối to the user's iPod với cái iPod của người sử dụng. By combining Nike's original value proposition for amateur athletes with one for digital consumers, bằng cách là kết hợp cái đề xuất giá trị gốc của Nike cho những vận động viên nghiệp dư với cái giá trị cho những người tiêu dùng công nghệ, thì the Nike Plus Sports Kit and web interface move the company from a focus on athletic apparel to a new plan of engagement with its customers. Tức là bằng cách kết hợp những cái giá trị gốc của Nike cho những vận động viên nghiệp dư với cái giá trị cho những người tiêu dùng công nghệ, thì
cái bộ dụng cụ thể thao Nike cộng này và cái giao diện web của nó đã chuyển hướng công ty từ cái việc là tập trung vào thời trang dành cho vận động viên sang một cái lĩnh vực mới với khách hàng của nó. Vậy thì mình có thể trả lời được cho câu số 30 nha. Nó hỏi, what does the writer suggest about Nike's strategy? Là tác giả nói gì về cái chiến lược của công ty Nike, công ty giày Nike? Thì đó là câu D ha. It was the kind of strategy which might appear to have few obvious benefits. Là đó là một cái loại chiến lược mà dường như là có rất ít, few là rất ít. Những cái lợi ích hiển nhiên, nó có rất ít cái benefits. Là bởi vì, quay trở lại đoạn đó, dòng thứ ba mình nhớ không? Nó nói là thoạt nhìn thì dành quá nhiều tài lực, sử dụng tài lực để mà kết hợp những yếu tố dường như những yếu tố của xu hướng dường như chẳng liên quan gì tới, mà ráp nó, mà kết hợp nó với cái dịch vụ cốt lõi của mình thì sounds like it's hardly worthwhile. Nghe có vẻ như là sounds like này nó sẽ bằng với là ở bên câu hỏi số 30 là might appear to. Nghe có vẻ như là nghe dường như giống như là it's hardly worthwhile. Dường như là nó hầu như không có đáng giá, không có xứng đáng cái việc mình kết hợp như thế này. Tức là có thể là nó sẽ có rất ít cái lợi. Nên đáp án câu 30 mình chọn D. Vậy thì mình có thể trả lời được cho câu số 33 luôn ha. Nó hỏi là công ty nào extended its offering by collaborating with another manufacturer? Là nó hỏi công ty nào mà đã mở rộng cái dịch vụ của nó bằng cách là kết hợp với một cái nhà sản xuất khác. Thì đáp án của mình sẽ chọn là C ha, là Nike, công ty Nike. Tại vì nó kết hợp với nhà sản xuất nào? Nike là bên giày mà, kết hợp với Apple để mà tạo ra một cái bộ thể thao là có gắn cái cảm biến vào trong đôi giày kết nối với lại iPod. Như vậy đáp án của 33 là C nha, kết hợp với một nhà sản xuất khác. Rồi mình trả lời được cho câu hỏi số 36 luôn ha. Là đáp án của 36 cũng là câu C luôn ha. Đó là công ty Nike, nó responded to a growing lifestyle trend in an unrelated product sector. Là nó phản hồi lại cái xu hướng mà ngày càng tăng về một cái lĩnh vực sản phẩm. Unrelated là không hề liên quan gì hết. Thì unrelated không liên quan nó bằng với irrelevant nè. Tức là tự nhiên đang dài mà bây giờ lại kết hợp với Apple, kết hợp với lĩnh vực kỹ thuật số, công nghệ. Như vậy nó là unrelated product sector, là lĩnh vực sản phẩm không liên quan. Rồi mình sang đoạn kế nha. A third approach là phương pháp tiếp cận thứ ba, đó là known as counteract and reaffirm. Là cái phương pháp này được biết đến như là counteract là chống lại, reaffirm là khẳng định lại. Involves, phương pháp này bao gồm developing products or services, phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ that stress the values, mà nhấn mạnh vào những cái giá trị traditionally associated with, mà nó gắn kết một cách truyền thống với the category, cái thể loại, in ways that allow consumers to oppose, mà theo cái cách mà cho phép người tiêu dùng chống lại, or at least, hoặc ít nhất là temporarily escape from, tạm thời thoát khỏi. The aspects of trends they view as undesirable. Cái khía cạnh của cái xu hướng mà họ xem như là không mong muốn. Nghe có vẻ nó tùm lum nhưng mà nó ví dụ vào cái sản phẩm ME2 này mình sẽ hiểu nha. A product that accomplished this is the ME2, a video game created by Canada's iToys. Là một sản phẩm mà đáp ứng được cái điều này chính là sản phẩm ME2, một cái video game, trò chơi video được tạo ra bởi công ty Canada's iToys.
By reaffirming the toy category's association with physical play, the ME2 counteracted some of the widely perceived negative impacts of digital gaming devices. Bằng cách khẳng định lại cái sự liên kết của cái thể loại đồ chơi này với cái dạng chơi về thể chất, tức là tập thể dục luôn đó, thì the ME2, cái trò chơi video game ME2 nó chống lại một vài cái ảnh hưởng tiêu cực mà được biết đến rộng rãi về những thiết bị chơi game kỹ thuật số. Like other handheld games, là giống như những cái trò chơi cầm tay khác, the device feature a host of exciting interactive games. Thiết bị này nó có chứa một loạt những cái trò chơi tương tác thú vị. A full color LCD screen, màn hình LCD full color, an advanced 3D graphics và đồ họa 3D tiên tiến. What set it apart was that, cái mà làm cho nó khác biệt chính là it incorporated the traditional physical component of children's play, là nó kết hợp với cái thiết bị thể chất truyền thống của trò chơi của trẻ, đó là it contained, nó có chứa a pedometer, một cái máy đo, which tracked and awarded points for physical activity, mà nó theo dõi và thưởng điểm cho những cái hoạt động về thể chất. Thí dụ như là walking, đi bộ, running, chạy bộ, biking, chạy xe đạp, skateboarding, trượt ván, climbing stairs, đi bộ lên cầu thang, đi cầu thang bộ đó. The child could use the points, là đứa trẻ có thể sử dụng những điểm này to enhance various virtual skills, để mà làm tăng cái kỹ năng ảo của nó, needed for the game, cần thiết cho cái trò chơi điện tử. The ME2 introduced in mid-2008, video game ME2 này được giới thiệu vào giữa năm 2008, cater to kids' huge desire to play video games, là quan tâm tới cái sự mong muốn rất lớn của những trẻ nhỏ là chơi điện tử, while countering the negatives, trong khi nó chống lại những cái tiêu cực, such as associations with lack of exercise and obesity, chẳng hạn như là cái sự liên kết với cái việc thiếu tập thể dục, thiếu vận động và béo phì. Vậy thì mình có thể trả lời được cho câu hỏi số 31, what was original about ME2? Cái độc đáo về cái thiết bị ME2 đó là gì? Thì đáp án của mình sẽ là câu D ha. It was a handheld game. Đó là một cái thiết bị trò chơi cầm tay that addressed people's concerns about unhealthy lifestyle, mà đề cập tới cái mối quan tâm của mọi người về cái phong cách sống không lành mạnh. Rồi mình trả lời được cho câu số 32 luôn nha. It turned the notion that its products could have harmful effects to its own advantage. Có nghĩa là nó biến cái suy nghĩ là sản phẩm của trò chơi á, trò chơi điện tử có thể có hại, nó biến cái suy nghĩ đó thành cái lợi của riêng nó. Tức là thường là chơi điện tử là có hại dữ lắm, nhưng mà bây giờ nó kết hợp với những cái hoạt động về thể chất, làm cho đứa trẻ vừa chơi, vừa đi bộ, leo cầu thang, rồi vừa chạy xe đạp vân vân. Như vậy là nó biến cái notion đó thành cái advantage, thành cái lợi cho nó. Nên đáp án của câu số 32 là D ha. Nó hỏi công ty nào đã có cái ý tưởng này, thì đó chính là công ty iToys. D. Rồi mình đến đoạn kế cuối nha. Once you have gained perspective on how trend-related changes in consumer opinions and behaviors impact on your category, một khi bạn đã đạt được, bạn có được cái quan điểm về cái cách mà những sự thay đổi có liên quan tới xu hướng về cái suy nghĩ của người tiêu dùng và hành vi ảnh hưởng đến cái thể loại, cái danh mục
của bạn, tức là những cái dịch vụ của bạn á, thì lúc đó you can determine which of our three innovation strategies to pursue, là lúc đó bạn có thể quyết định cái nào trong ba cái chiến lược đổi mới sau đây của chúng tôi để mà theo đuổi. Ở đây mình có từ khóa là trend related changes. Khi nào mà mình có nhận thức được về cái thay đổi có liên quan tới xu hướng thì mình hãy xem coi mình theo đuổi cái chiến lược nào trong ba chiến lược mà họ đưa ra. Vậy thì mình có thể trả lời được cho câu số 38. If there are any trend related changes impacting your category, you should. Nếu như mà có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan tới xu hướng ảnh hưởng tới danh mục của bạn thì bạn nên. Vậy thì đáp án của mình sẽ là câu B. Identify the most appropriate innovation strategy to use. Bạn nên xác định xem cái chiến lược đổi mới nào thích hợp nhất để mà sử dụng, tức là chọn một trong ba đó. Vậy thì đáp án của mình sẽ là 38B. Rồi dòng thứ 5 của đoạn đó, nó có những cái từ khóa. If analysis reveals an increasing disparity between your category and consumers' new focus, your innovations need to transcend the category to integrate the two worlds. Mình có những từ khóa consumers' new focus, transcend, integrate the two worlds. Cho nên mình có thể trả lời được cho câu số 40. Mình có những từ khóa consumers' new focus. Vậy thì mình sẽ chọn đáp án là câu D nha. Use the combine and transcend strategy to integrate the two worlds. 40, D. Dễ không? Rồi mình đến ba dòng cuối của đoạn kế cuối nha. If aspects of your category clash with undesired outcomes of a trend. Nếu như những khía cạnh của cái danh mục của thể loại món hàng mà hoặc là cái dịch vụ mình đang bán nó mâu thuẫn với cái kết quả không mong muốn của một cái xu hướng, such as associations with unhealthy lifestyles, chẳng hạn là nó có liên quan tới cái phong cách sống không lành mạnh, thì there is an opportunity to counteract those changes by reaffirming the core values of your category. Thì có một cơ hội cho bạn là chống lại những cái sự thay đổi đó bằng cách tái khẳng định lại giá trị cốt lõi của cái danh mục của bạn. Vậy thì nói lại ha, cái này là nó đang nói tới cái iToy Store, cái thiết bị trò chơi điện tử EM2 đó, là nó là phong cách sống không lành mạnh, cho nên là áp dụng cái chiến lược là counteract, tức là chống lại cái lối sống, những cái tiêu cực đó, và reaffirming và khẳng định lại cái giá trị cốt lõi của mình là cho trẻ con tập thể dục thông qua trò chơi. Vậy thì mình có thể trả lời được cho câu số 39. If a current trend highlights a negative aspect of your category, you should. Nếu như mà xu hướng hiện tại nó cho thấy cái khía cạnh tiêu cực của cái danh mục của bạn thì bạn nên làm gì? Đó là câu C ha. Emphasize your brand's traditional values, là bạn phải nhấn mạnh lại cái giá trị truyền thống của cái thương hiệu của bạn, with the counteract and affirm strategy, với cái chiến lược là chống lại và khẳng định thương hiệu của mình. Vậy thì đáp án của câu số 39 là C ha. Rồi, vậy là mình xong một bài nữa rồi ha. Cô chúc các trẻ chăm chỉ để học giỏi giống như cô Captain Ben nha. Bye bye, hẹn gặp lại ở clip kế tiếp.